nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung tổ chức tọa đàm với chủ đề Phụ nữ với hạnh phúc gia đình, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị, sau khi ôn lại truyền thống Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, các đại biểu cùng tham gia chương trình tọa đàm Phụ nữ với hạnh phúc gia đình, những chia sẻ về bí quyết giữ gìn xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng phong trào phụ nữ ở khu dân cư, sự tham gia của nam giới trong chia sẻ công việc của gia đình nhằm thực hiện quyền bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình đã được cởi mở, trao đổi, phân tích tại tọa đàm. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của phụ nữ và tổ chức hội phụ nữ trong hỗ trợ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ phường Quang Trung đã có nhiều đổi mới sáng tạo, chủ động hỗ trợ phụ nữ trong phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, xóa đói giảm nghèo, thường xuyên tuyên truyền kiến thức cho phụ nữ về hôn nhân gia đình, văn hóa ứng xử, kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy con cái, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ gia đình. Nhiều chị em đã vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, chăm lo nuôi dạy con cháu trưởng thành, đóng góp quan trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, Chi hội Phụ nữ các khu dân cư của phường Quang Trung đã trao tặng xe đạp và góc học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi suất quà từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng.